À, xin chào cả nhà nha. Bây giờ bắt đầu Lan ốp thịt nha. Ốp thịt đang Lan kho chung với măng, cái này tỏi Lan xay nè. Đó, để tỏi xay vô. Làm bây giờ làm biến vòng mà mình xay cho nó nhanh bà con. Đang để một miếng bột ngọt vô. Miếng đường vô. Chút xíu muối, một ít muối thôi. Lan để một miếng ABC sốt vô đang cho nó giống như nước màu vậy nha bà con. Đúng. Mình học làm biến ăn nước màu thì đang để ABC sốt. Chút xíu nước mắm vô. Cái này Lan kho chung với măng nha. Cái này măng này là Lan mua đông đá nha bà con. Đó bây giờ xong rồi nó xào sơ cho nó thơm mà Lan mới kho. Ở đây Lan để chút xíu vô ăn vô. Để miếng tỏi vô cho thơm nha. Không cần vàng quá đâu bà con, mình để sơ vô vậy thôi, cái đầu Lan để thịt vô Lan xào cũng được rồi. Không cần vàng. Cái này Lan làm món thịt kho với măng nha bà con. Rồi bây giờ đầu Lan để nước vô, nước lạnh vô. Để nó sôi lên Lan mới bỏ măng vô. Bây giờ Lan nấu nó sôi lên nha, Lan bớt lửa, Lan hớt bọt cái này cho nó ăn lạ lạ miệng bà con ơi. Nếu mà kho này kho măng tươi á ngon lắm, này măng này đông đá rồi nha, chứ không phải măng tươi. Cái này đồ trong tủ lạnh lấy ra ăn bà con ơi. Rồi bây giờ bắt đầu Lan để măng vô với củ hành, Lan kho chung luôn cho nó thơm, kho từ từ nha bà con. Coi bọt nước lên mình hết tiếp nữa. Kho này chắc cũng có ít gì cũng phải 40-50 phút mới ngon. Thôi mình nêm coi nó sao nha. Lan để vô chút xíu nước mắm này nãy ướt quá. Giống như mình kho thịt kho rượu vậy đó bà con. Đừng có mặn quá ăn không được. Miếng nước mắm thôi. Chừng nào là ăn tới chín thì mình coi nó làm sao mình hả nêm thêm. Đó, giờ bắt đầu lửa nhỏ nhỏ là mình kho tiếp tục nữa. Đây cái nồi thịt kho của mình với măng là xong rồi nha bà con. Mình kho đang còn nước á, đang có gì nữa là mình chấm rau cải rồi mình ăn cho nó dễ chút xíu, giống như kho rượu gì đó. Đó, bây giờ nó chín rồi đó, bây giờ mình tắt lửa để chừng nào ăn thì mình múc ra. Xin chào cả nhà nha. Tối nay Lan ăn cơm với măng kho với thịt, ba chỉ kho măng đó, với ăn hủ qua xào trứng. Tự nhiên quên là không nhớ cái gì nữa thiệt. Mời bà con ăn cơm với hai chồng mình nha, thịt ba chỉ kho với măng đây nè bà con. Măng mà ăn cơm với ớt cũng cay lắm, nó tăng độ cay lên. Không tin ăn thử. Măng mà măng cay nữa. Măng đông đá. Ủa? Ờ. Mà măng tre. Còn cái măng bự là măng mạnh tông. Măng cái một bữa là măng mạnh tông, cái này là măng tre. Xúc dụng gì ăn cho nó đỏ đi, ngon dầu dắt. Một xe đi hai người hai tên là phạt đó. Khác chỉ á. Đúng rồi. Hai người thôi. Ừ. Ta đã cấp ly ăn cung sao được.
ăn hủ qua nhiều nhiều đừng có mướn. Cái này măng tre, còn cái măng mà mập á là măng mạnh tông. Có một măng bự á, măng mạnh tông, cái này măng tre. Nó xíu rồi, măng tre nó xíu rồi. Xào đâu có nhiều đâu, có hai trái hủ qua mà sao dữ vậy trời. Vô nó cay dữ lắm, không biết sao. Măng ngon. Kho thấm vô ngon. Chứ không biết bệnh tới gì nào nó hết nữa. Biết gì nào. Biết tới nào hết nữa. Giờ vậy là chưa có nước nào về nước nào hết. Hả? Hôm nay cái nước này kêu về mới nước kêu về. Kêu về cái gì? Không nói gì. Vậy? Nước nào đi về á? Ờ thì nước nào về nước đó có gì chết đằng chung. Thì ở nước nào chạy về nước đó có gì ta chỉ gia đình thân nhân đó nước đó phải chạy về chứ trời. Lúc này đâu còn nhiều người đâu. Ừ. Chạy về hết rồi phải không? Không nó. Út bệnh là trong bệnh viện á. Ai cũng ăn bớt nữa không? Miếng. Miếng nữa thôi làm ăn ăn tiếp em cục luôn. Miếng ai ăn không nổi rồi. Tôi ăn hú qua cho. Ăn chén cơm ăn hết nữa bà con. Ngon quá. À, tới đây làm xin kết thúc phim, bà con coi rất thích hai chồng mình cho xin một like ủng hộ tụi mình nha, thành thật cảm ơn nhiều, xin chào cả nhà, bye bye bà con.